Hello cả nhà của mình. Chào cả nhà của mình nha. Hôm nay cửa hàng xe máy Ngọc Hiếu mình, em Don Phan Hiếu đây, lên sóng cho anh em những cái mẫu xe bên mình có sẵn nha anh em. Da dết bên em rất là nhiều. Anh em nhìn nhiều vậy thôi chứ bên em bán xe là hồ sơ pháp lý là xịn nha anh em, số khung số máy là zin nghiêm chỉnh nha, sang tên không được em trả đủ tiền cho anh em. Đó, xe một số xe đã có biển số sẵn cho anh em về là chỉ lưu thông luôn, không có chờ đợi. Anh em biết không, một chiếc da dết mà nhập vào Sài Gòn á hay nhập vào tỉnh á, cái thời gian anh em bên công an xác minh rất là lâu. Nói chung chỗ nào vậy thôi anh em, không phải riêng một chỗ nào hết nha. Mình nói nếu mà nhanh nhất thì tầm khoảng 20 ngày nha anh em. Tại vì bây giờ anh em nộp hồ sơ vào, trước mắt á, anh em cầm hồ sơ, anh em đi đúng thuế, nộp hồ sơ vào thì công an sẽ xác minh hồ sơ. Xác minh hồ sơ phải mất 2 tuần rồi nha anh em. Xác minh hồ sơ xong rồi giám định. Đó, giám định xong anh em bấm số, nếu đó là nhanh nha. Đó. Còn anh em nào muốn, đa số những con xe giá trị cao này anh em đa số muốn mua là mua xe hồ sơ cầm tay hết. Bởi vậy một số xe mình cũng đã rút sẵn về công ty của mình. Anh em mua thì mình số hóa đơn ra để anh em đi sang tên thôi. Đó. Còn một số xe thì đã có biển số sẵn, mình không có rút, để cho anh em nào muốn có xe biển số sẵn thì anh em có thể lưu thông được nha. Đó là về cái tóm tắt pháp lý của mình. Tất cả bên mình bán xe là pháp lý xịn chuẩn nha anh em. Đây. Ví dụ bên mình bán một con xe số zin rẻ nhất là có con này rẻ nhất này nè, gần 300 triệu, 290 mấy triệu rẻ nhất. Còn tất cả xe bên mình là 300 mấy, 400 mấy, 500 mấy, nói chung tùy xe nha anh em. Anh em muốn xe thanh lý hải quan có, xe hải quan chính ngạch có luôn. Đây con xám xi măng này là hải quan chính ngạch nha anh em. Con này là hải quan chính ngạch. Đó. Xe mới chưa xăng bên mình vẫn có luôn nha anh em. Đây, nếu anh em ngại chơi xe thùng, xe lướt đã chạy rồi thì có thể xe chưa xăng. Bên mình xe chưa xăng mới 100%, chưa lăn bánh nha anh em. Đây, mới 100%. Đây là xe mới nha, nguyên một con Mobita mới, giá chưa tới 600 triệu nha anh em. Con này cũng xe mới. Giá chưa tới 600 triệu nha. Xe mới nha anh em. 030 đầu nha. Rất là nhiều luôn em ơi, rất là nhiều. Anh em nào quan tâm nhấc cái máy lên alo cho mình nha. Xe đây cũng vậy. Mobita thì ví dụ những cái con xe, con này khách cọc rồi, con này khách cọc rồi nha, con này là 420 mấy triệu khách cọc rồi nè. Kế tiếp là con này là 450 nè. Đó. Con kia là dưới 600 triệu nha em. Con này là xe 20 đầu, xe mới tinh 100% này nè, mới tinh nha. Xe mới tinh 475 nè. Đó. Xe thùng lướt Mobita bản thường bên mình rất là ít nha anh em. Mobita thì khá là nhiều, bản thường bên mình đang bản thường 017 đầu anh em. Con này bán với giá là 350 mấy triệu nè, 017 đầu. Mỗi giá là mình đều đề cập, mình dán trực tiếp trên mỗi sản phẩm của mình bán ra hết nha anh em. Với một con màu đỏ bên kia đó nè, con màu đỏ này. Con màu đỏ này cũng 300 lú một tí anh em, 32 mấy à. Đó. Nói chung giá nào cũng được, đủ để cho anh em, mỗi xe có mỗi giá, đủ để cho tài chính của mỗi anh em nha. Anh em nào tài chính hạn hẹp thì nói chung tùy tài chính, anh em cứ ghé cửa hàng của mình là cỡ nào cũng có xe cho anh em mang về nha anh em. Rồi chào anh em nha, cảm ơn anh em lúc nào cũng tin tưởng ủng hộ mình hết, cảm ơn, cảm ơn. Mình chỉ xài đúng một số điện thoại duy nhất nha anh em, ngoài số điện thoại này ra là tất cả đều là lừa đảo nha, lừa cọc nha. Anh em trước khi cọc phải gọi số điện thoại xác minh nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn.